Hello anh em, hello anh em, hello what's up. Chào anh em đã trở lại với Shiro của mình, Shiro của Tài Chính Bi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái game vua hải tặc như thường lệ thôi anh em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series vua hải tặc và sẽ là series sau arc huyền thoại nha. Một series huyền sao ta? Chung là một series sau arc chỉ đơn giản thôi. Sau một con arc. Và con arc hôm nay là thực sự là một con arc cực kỳ đặc biệt và lực chiến của nó là cực kỳ là cao. Lực chiến cực kỳ là kinh dị. Tuy nhiên thì vừa vào game thì mình đã cảm thấy rất là sầu đời khi mà lực chiến đã bị che mất rồi nè anh em. Anh em đã nhìn ở chỗ lực chiến thì nó đã bị che mất rồi và mình không thể nào thấy được lực chiến là bao nhiêu. Nhưng mà không sao, chúng ta có thể vào chỗ xếp hạng để xem nha. Và một cái điều thắc mắc là mình không biết làm sao để che được cái lực chiến này hay thế nhỉ. Mình cũng không biết làm sao để chia được. Nếu anh em nào có biết được cái bí kíp này thì chỉ cho mình nhá. Để lại comment chỉ cho mình cách che cũng như là cách để không che nữa. Thì chắc là không che vãi cả không che. Nói chung thì anh em chỉ cần chỉ cho mình chỗ để vào được rồi thì mình sẽ biết được chỗ che đi và không che thôi. Rồi, thì như thường lệ chúc em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhấn like, subscribe để ủng hộ cho mình. Hôm nay cũng là một ngày gọi là ngày cuối tuần rồi cho nên mình sẽ mang đến cho anh em một clip đặc biệt. Thì con arc này tên nhân vật là Kinh Bão VIP 12 cấp 190. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào xếp hạng để coi lực chiến của nó nha. Đây, xếp top 1 server luôn và lực chiến là 123 triệu, số khá là đẹp. Và ui, nhân vật kinh đi, tại đang có cái vòng như thế này, vòng ngũ sắc à. Đây là vòng vòng gì đây anh em? Gọi là vòng tùm lum tà la, vòng thập cẩm đi ha, vòng thập cẩm. Thì sao ta? Nói chung là từ trước tới giờ mình cũng không biết là mình đã sau hoặc nào mà lực chiến trên 100 triệu trên đó. Tuy nhiên thì cái web này nếu mà anh em chắc là nãy giờ anh em cũng khá là lầm tưởng, anh em nghĩ là 568 Play. Tuy nhiên thì hiện tại mình đang sau hoặc này thì không phải web 568 Play nha anh em. Đây là web vua hải tặc .online. Web này thì nó cũng na ná với 568. Khi mà 568 update cái gì á thì cái web này cũng sẽ update những cái y chang vậy thôi. Nhưng mà hiện tại thời điểm mình quay bây giờ là thời điểm mình đang quay clip này là ngày 8 tháng 9. Và hiện tại thì vẫn chưa ra cái update sen tốc đỏ nha. Theo như mình thu thập được thông tin thì như là vào thứ 5 mới update. Rồi thì nói chung là hôm nay chỉ mới là thứ 4 thôi sao ấy. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào chỗ Haki cho anh em xem coi thử có chưa nha. Mình nghĩ là chưa. Tại vì nghe bạn chủ quạt nói là ý có rồi nè. Ồ như vậy là có rồi nha anh em, có rồi này. Chứ không phải là chưa đâu. Như vậy đầy đủ hết rồi. Ồ đúng như mình dự đoán thì 568 update cái gì thì nó thì cái web này update y chang này thôi cho nên là nó thời gian ra cũng gần bằng nhau. Ủa cái này thanh niên này, ủa cái gì đây, 99 cấp cái éo như vậy anh em, mình có nhìn nhầm không, 99 cấp Haki hả? Ủa chứ không phải là chỉ cần mấy cái cục này là lên được hả ta? Oh my god, hình như là cần phải nâng lên 99 cấp rồi cần thêm mấy cục này nữa mới lên nè anh em. Trời ơi, Mi Hot cũng tương tự là 99 cấp, ôi vãi đai. Mấy thanh niên này cũng 99 cấp luôn. Ủa cái gì vậy anh em, bị lỗi à? Trong khi Rayleigh mới 30, chỉ có 30 cấp. Này 35 cấp. Râu đen 20 cấp. Đấy anh em thấy không, hình ảnh rồi y chang là 568 nha. Nói chung là có thể nói là 568 phiên bản thứ 2. Ủa nhưng mà sao mấy anh tướng này tới 99 cấp sao nâng nổi. Trời ơi 99 cấp. Nâng đuối luôn á. Không biết là tốn bao nhiêu nguyên liệu nữa. Kinh thiệt. Thì con arc này chơi bên server 3. Những bạn nào có chơi cùng server của mặt này thì có thể để lại comment để nhận họ hàng bà con các kiểu nha. Tên nhân vật là Kinh Bão và bây giờ mình sẽ sau chi tiết về xếp hạng cho anh em xem. Về xếp hạng đẳng cấp thì mặt này hiện tại vẫn đang top 1. Và hình như là chị hiện tại chị chưa có nâng, chưa có update lên cấp 195 nè anh em. Hiện tại cấp 190 là đã có chữ map rồi nè. Cho nên là chưa có cái 195 nè. Bên đấu trường thì đứng top 2. Ui my god, thanh niên này cấp tới 150 triệu lực luôn à, căng vậy. Tên nhân vật là Nguyên Quy hay sao nè anh em, 150 triệu, kinh. Danh vọng thì sẽ top 2, treo thưởng top 1 và phó bản cũng top 1 luôn. Nói chung thì đặt này xếp top 1 khá là nhiều. Tuy nhiên về đấu trường thì chỉ đứng top 2 thôi. Tại vì thanh niên kia tới 150 triệu lực lần anh em. Vậy là chính xác thì con ngặt này là lực chiến là 123 triệu nha. Đấy, mình không nhớ là mình đã từng sau con nào hơn 100 triệu chưa. Nhưng mà có vẻ như con này là con cao nhất hiện tại mình đã từng sau và đang sau đây. Ok, mình sẽ sau về cái tinh bàn cho anh em xem. Thì hiện tại mình đang chơi con ạc này đang chơi tinh bàn Arius. Quá gắt, tinh bàn Arius là nằm ở trang 2 nè anh em. Đó.
Hiện tại thiên phú cơ bản của tinh bàn Arius này thì tam công là full SS trừ và tam phòng là full S cộng nha anh em, rất là mạnh luôn. Và tinh bàn, một cái tinh bàn tiếp theo mạnh hơn nữa đó, tinh bàn Taurus. Tinh bàn Taurus này thì cái thiên phú tam công là SS không giấu luôn, và tam phòng là vật phòng SS, và tiệt chiêu phòng và ma phòng là SS trừ, khá là mạnh luôn nha anh em. Ngoài ra thì có hai tinh bàn phía sau nữa, đó là tinh bàn Gemini và tinh bàn Cancel, nhưng mà hiện tại vẫn chưa update hay sao á, mình thấy vẫn đang đen thui nè. Hay là tại vì chưa mở tinh bàn này ta? Chắc vậy anh em, phải mở tinh bàn Taurus thì mới hiện ra hai tinh bàn này, chắc là vậy. Chứ nó đã lên chữ rồi nè, có chữ rồi thì chắc là có rồi đó. Rồi, tinh bàn thì chơi tinh bàn Arius. Tiếp theo là mình sau về Bet nha. Thì hiện tại đang chơi con Bet Giật Long Anacalagon. Bet phụ thì đang chơi con Carrot Nguyệt Sư. Ngoài ra thì có rất là nhiều Bet ở bên dưới nữa, ví dụ như là Momonosuke, Gonbe, Dũng Mãnh. Rồi, rất là nhiều. Đấy, và hiện tại như anh em thấy thì Bet cưỡi mình đang mang đó chính là con khỉ đầu chó vậy đây nè. Đây là con Hihimaru thì phải. Đấy, và con ba, một số cái con bay theo, ví dụ như con Giật Long với là con Tiamat là con tinh linh. Rồi, về tinh linh của ngạc này thì như anh em thấy đó là full vàng Tiamat, không cần phải nói nhiều, đã là mạnh là phải tu full Tiamat nha anh em. Tinh linh hiện tại mạnh nhất là Tiamat thì chắc chắn là phải tậu, phải lấy luôn là full Tiamat nó mới mạnh được. Ok. Phần quà kiếm được nè anh em, 500 điểm chiêu mộ, một cái ma phấn tinh linh cao cấp, quá gắt. Những phần quà mà con Tiamat này kiếm được thì anh em có thể xem chi tiết ở đây. Đấy, mình sẽ kéo chuột cho anh em xem thôi nha. Đó. Chứ mình cũng không có thời gian nhiều để nói chi tiết từng món. Rồi, vậy thôi. Tiếp theo mình sâu về cờ hải tặc. Thì cờ hải tặc hiện tại có rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình chắc mình cũng sẽ không nói chi tiết, tại vì thời gian có hạn, mình phải để dành để sau đồng đội nữa. Cho nên là chắc là mình sẽ để đây cho anh em nhìn sơ qua. Còn nếu anh em nào muốn xem chi tiết thì có thể stop video lại để xem chi tiết từng cái cờ nha. Đây là trang 2. Đó. Đa số đều full hết, chỉ có một vài cờ chưa có thôi. Mấy cái cờ này chắc là hơi khó kiếm nè, cho nên là không có được anh em. Mình thấy mấy ngạc trong server bên số 8 cũng hình như là đa số cũng không có mấy cái cờ này sao á, chắc là chưa ra, mình nghĩ là chưa ra, hoặc là kiếm ở một cái chỗ nào đó nó khó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ sau về cái đồng đội luôn nha. Nhanh gọn lẹ sau về túi đồ đi, túi đồ trước. Túi đồ để sau đi. Thường thường mấy con ngạc này nó có hay có mấy cái thứ vật phẩm nó ghê gớm lắm, cho mình sau về đồng đội trước nha. Rồi, đầu tiên là nhân vật chính. Oh my god, đúng như mình dự đoán thì đã có SU các thứ. Và hiện tại nhân vật chính của chúng ta đang sở hữu có một cái thiên phú mới luôn nè anh em. Đây là biểu tượng Sura. Đây gọi là đồ phổ nha anh em, đồ phổ nhân vật chính. Và cái chỗ để lắp cái đồ phổ này thì anh em có thể vào chỗ như là báu vật. Đấy, thì sẽ có báu vật cơ bản với lại một cái ô dưới đây là đồ phổ nè. Cái đồ phổ này là đồ phổ cuồng nộ hoàng kim phổ, không thể bán. Loại năng lực tối thượng, phẩm chất 7 sao, yêu cầu trang bị thì nhân vật chính là sẽ mang được. Và thuộc tính là vật công cộng 6%, tiệt chiêu cộng 16%, ma công cộng 6%. Suy ra là cái đồ phổ này mạnh về tiệt chiêu nha anh em. Tiếp theo là vật phòng cộng 11%, tiệt chiêu phòng cộng 16%, ma phòng 11% và sinh mệnh là 16%. Có một số cái năng lực ở bên dưới thì anh em thấy ở đây đó chính là hai lượt đầu là miệng dịch được hóa đá, mê hoặc, đóng băng, choáng, trầm mặc, đốt cháy, hỗn loạn nè anh em. Và hiện tại cái năng lực này như là chỉ mới mở cái dòng đầu thôi, còn dòng sau vẫn chưa mở. Cái dòng sau là cần cấp 3 mới mở được, tuy nhiên thì cái này chỉ mới cộng 1 thôi. Mình cũng không biết là cường quá cái này là tốn cái gì nữa. Nhưng mà nếu mà mở được cái năng lực thứ hai thì chúng ta sẽ tấn công thường và nộ là có tỷ lệ 10%, gây ra 15% sát thương tiệt chiêu, bỏ qua tiệt chiêu phòng cho hai mục tiêu ngẫu nhiên nè anh em. Còn nếu anh em cứ nâng cấp lên cấp 7 thì sẽ là đồng thời có tỷ lệ là 10% búp hiệu ứng tối cường cho bản thân. Quá dữ luôn. Khi phân hủy sẽ nhận lại được 50% nguyên liệu đã thăng cấp. Đồ phổ, ghi chép bí kíp rồi, ok. Nhưng mà cái đồ phổ cho nhân vật chính khá là ok, khá là mạnh nha anh em. Đấy, cái này thì nó không tăng thiên phú nha. Nó chỉ tăng hệ số thôi. Rồi, thiên phú thì như anh em thấy dòng cao nhất đó chính là chắc là SU đúng không? Tiệt chiêu phòng, nằm ở tiệt chiêu phòng là SU trừ. Mình nghĩ đây là cái dòng cao nhất. Sau SU trừ sẽ là SU không giấu, rồi tới SU cộng. Sau đó là chắc là mình nghĩ chắc là tới SSU hay là SRU gì đó mình cũng không nhớ, nhưng mà hình như là SSU, mình nhớ không nhầm SSU. Cái SU trừ này nó còn ghê hơn cả SSR nha anh em, cho nên SR không có tuổi. Nè anh em thấy nè, SSR có 6.2 thôi, mà này tới 6.3 nè, thấy không? Cho nên là cái dòng vật phòng với vòng ma phòng này cũng chuẩn bị lên SU trừ nè. Đấy, chắc là lên 6.3. Đấy, 6.3 là được. Còn này chỉ mới 6.2 thôi. Đó, tiệt chiêu phòng 6.379 nè anh em.
Bên đây thì có dòng ma công mạnh nè anh em, SSR cộng đấy, cũng sắp lên SU ấy, sắp lên SU trừ, còn tuyệt chiêu thì chỉ mới SR cộng thôi, phải trải qua một vài giai đoạn nữa lên SSR trừ rồi SSR không dấu rồi SSR cộng nữa, khá là nhiều. Còn dòng vật công thì chúng ta không nói tới, chỉ là 4Y cộng thôi. Tuy nhiên cái dòng 4Y cộng này cũng là một cái dòng, đây là cái dòng thấp nhất của nhân vật chính, tuy nhiên đó là cái dòng mà nhiều người ao ước nha. Về trái ác quỷ thì có trái thức tỉnh, đó là trái ỷ thiên, ngoài ra có một số trái ác quỷ như là trái độc xa, trái độc xa cũng 10, trái lôi điệu cường hóa cũng 10, và trái ảo ảnh cái tên lửa cũng 10, quá gắt. Thời trang cộng 30 nha, đây là cái thời trang hàng mai ngạo tuyết, cũng là một cái thời trang khá là mạnh. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với đồng đội tiếp theo. Ông Ken dư luôn cả một cái áo choàng vệ vương và dư luôn cả một cái trái ngân quang thức tận lên đây mà. Căng thiệt, cái da cũng có dư một cái luôn nè. Oh my god, lại dư một áo choàng vệ vương. Ôi lo không chơi luôn nè anh em, có vẻ như là đúng là chùm server phong cách nó phải khác, không thèm chơi lo được bây giờ luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ suy đoán nha, lo đánh bằng ma công mà không chơi lo thì chắc chắn là cũng sẽ chơi một đồng đội khác đánh bằng ma công. Thì đồng đội ma công hiện tại đang hot giờ chỉ có râu đen thôi, chỉ có râu đen thôi anh em, cho nên chắc là không chơi lo để chơi râu đen. Lo thì đang dư một cái trái, đó là trái giang hải. Rồi mình sẽ đến với đồng đội tiếp theo nha, nãy giờ vẫn chưa thấy đồng đội tiếp theo là ai. Vậy là bên trang một dư khá là nhiều trái quỷ thức tỉnh nè, tuy nhiên thì bên trang một không ai, không chơi ai cả, chỉ chơi đúng một của mình, nhân vật chính là cơ bản rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang trang 2 nha. Bên trang 2 có rất là nhiều tướng rất là hot luôn, ví dụ như là mình thấy bên hình bên ngoài là có Rayleigh S2, đó Flamingo râu đen, rồi râu đen S2 với lại Fujitora Sabo, thì chắc chắn là bên trang 2 đã chơi hết rồi. Đây là Bo Hancock cũng không chơi, nhưng mà nghĩ chắc là đội thứ 6, có thể là đội thứ 6. Ồ, không phải, đội thứ 6 là lo nè mà. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với thử coi ông Rayleigh S2 coi. Rayleigh S2 thì chúng ta có một cái thời trang của Rayleigh luôn, đó là kiếm của vua bóng tối. Không cần phải bàn cãi nha. Trang bị thì chúng ta thấy rồi. Full đồ rèn 165. Đấy, bộ đồ rèn 165 nhìn nó phải khác bọt liền anh em, rất là đẹp luôn. Y như đồ của thần chết vậy. Đây cái nón này anh em thấy cái nón giống cái áo choàng của thần chết không? Rồi, trái này là trái Nguyệt Ảnh cộng 7, trái này trái Ngũ Lôi cộng 10, trái Lôi Điểu Cường Hóa cộng 10 và trái Long Hồn ghép với Phi Thiên cộng 10. Khá là nhiều trái ghê. Full báu vật của Rayleigh luôn. Và Thiên Phú thì cũng có SU cộng nè. Ui, SU cộng à. Tuyệt chiêu SU cộng nha anh em. SU cộng là chắc là sắp lên được tới SSU rồi đó. Căng quá nhờ. Doflamingo cũng không chơi luôn nè. Rồi, này còn gì để nói không? Có vẻ là không, tiệt chiêu là 2 triệu. 2 triệu 8, what the hell? Tiệt chiêu 2 triệu 8, gần 3 triệu. Nhân vật chính nhiêu? Nhân vật chính là chỉ sánh, chỉ cao nhất là ma công 2 triệu 3 nè anh em. Ồ, nhân vật chính là đánh bằng ma công anh em ơi. Skill là vạn niệm câu tịch, trời ơi. Ma công 2 triệu 3. Rayleigh tuyệt chiêu 2 triệu 8. Trời ơi mẹ ơi, toàn là cao thủ võ lâm thôi. Tiếp theo đó là Sabo, thì Sabo cũng có full bộ 165 nè anh em. Tuy nhiên là Thiên Phú hơi cùi nha. Không phải là cùi mà hơi thấp so với nhiều đồng đội khác. Chắc là cũng không được đầu tư. Tại vì có mấy tướng ngon rồi cho nên cũng không cần đầu tư nhiều. Đây, râu đen cũng đánh được mã công rồi cho nên chắc là đầu tư râu đen nhiều hơn Sabo. Rồi, áo choàng vệ vương, trái Giang Hải. Ảo ảnh tên lửa cộng 8. Lôi điệu cường quá cũng cộng cũng 10 và trái Mera Mera cũng 10. Đấy. Tiếp theo là Fujitora, Fujitora thì có SSR cộng, chuẩn bị lên SU trừ. Trái ỷ thiên, trái mới tự do ghép với mô phỏng hả? Ừ. Vậy là tự do ghép với mô phỏng được nè anh em. Hình như bên Akisame mình cũng có hai trái này, có gì mình sẽ ghép lại nha. Trái Ngũ Lôi cộng 8 nè và trái Yushi cộng 10, thời trang của ông là cây Shisui. Shisui huyền thoại. Báu vật thì đang mang full của Rayleigh luôn. Cuối cùng là râu đen, thì râu đen mang áo choàng vệ vương. Ui, như là râu đen Thiên Phú cũng không gọi là ok lắm nè. Như vậy là nói chung là những cái tướng kia Thiên Phú ok cũng được rồi, bù trừ qua cũng được. Yami Yami cộng Gura Gura cộng 10 nè. Lôi điệu cường quá, tên lửa lá trắng là trái Nguyệt Ảnh. Rồi Thiên Phú thì nói chung là SSR, khá là nhiều SSR. Áo choàng vệ vương full nữa. Ui, full bộ báu vật 180 luôn nè. Bộ này là bộ drop nè anh em, quá ngon. Rồi thì đồng đội nói chung là chỉ có vậy thôi, mình cũng không sâu chi tiết làm gì. Bây giờ mình sẽ vào bảo thạch nha, nhưng mà sâu chi tiết thì khá là mất thời gian, ví dụ như là mã vàng như thế nào các thứ thì khá là mất thời gian, cho nên mình sẽ sâu vắn tắt thôi.
Rồi, nhân vật chính của chúng ta thì có một mớ viên thần thạch. Ủa, sao có thể mang được nhiều như vậy ta? Nhưng là trùng lập mà cũng có thể mang vậy được hả ta? Ồ, mình không rành về thần thạch lắm, tại vì mình chưa bao giờ sở hữu được một viên thần thạch. Nhưng mà đa số đều là viên thần thạch đồ ách. Viên này cộng về sinh mệnh nha anh em. Hình như là cái thần thạch này loại nào cũng có thể mang được ấy. Cho quan trọng là chúng ta có để mang không thôi. Thì cái viên này tăng về sinh mệnh nha. Ui, quá nhiều sinh mệnh luôn nè. Những cái viên level 18 thì tăng được 92% sinh mệnh và 92.000. Còn này 16, 17 thì nó ít hơn. Còn viên này là viên thần thạch vô minh hồn nha. Viên này thì đã nâng cấp rồi, tức là từ 7 sao lên 8 sao và level 20. Ma công cộng 82% và trí lực cộng 21.65%. Tức là viên thần thạch này mạnh về ma công mà mình thấy sinh mệnh khá là nhiều. Nó không biết sinh mệnh nhân vật chính có cao không. Oh my god, 1 2 3 4 5 6 116 triệu máu chứ nhiêu đâu mà. Hơn 100 triệu máu. Tiếp theo là mình sau về Rally coi. Ui, Rally này còn kinh hơn nữa, những cái viên này đã lên gọi là lên 8 sao hết rồi anh em. Và một viên tăng về tuyệt chiêu. Rồi Sabo thì cũng đa số là vậy thôi, đa số đều là sinh mệnh, lấy sinh mệnh là nhiều. Viên này tăng về vật công, vậy là râu đen đánh vật công hả ta? Ồ, mình không biết. Mình cứ tưởng râu đen nó bằng ma công chứ, để xem lại coi. À, đều là đánh vũ khí với ma khí luôn anh em, quá ngon. Rồi bây giờ mình thử xem lượng máu coi. 1 2 3 4 5 6 máu của râu đen là 134 triệu nè. Này 110 triệu nè. Này 142 nè. Ồ, hiện tại là Rayleigh đang là người cao nhất nha, 142 triệu nè. Rồi và nhân vật chính là 116, thì đó là Rayleigh là đang đứng top với cái lượng máu cao nhất của mình, 142 triệu, gần 150 triệu nha. Kinh thiệt sự luôn em, nhìn cái lượng máu phát hao luôn. Rồi, những phút cuối cùng thì mình sẽ sâu về cái túi đồ. Ok anh em, con nick này thì nói chung là tương lai mình sẽ quay lại vài lần nữa để mình test những cái con tướng mới update. Mong là các bạn chủ ạc sẽ nếu mà trong thời gian tương lai mà có điều kiện thì có thể lên thì cái con nào thì mình sẽ mượn ngặt để mình test cho anh em xem nha. Rồi ok, túi đồ thì ở đây có 448 báu vật thần bí. Báu vật thừa được tìm thấy trong các kho bí, sử dụng có thể nhận được phần thưởng bất ngờ là sao ta? Cái này mở được gì không ta? Để mình sử dụng một cái thử coi. 10 địa hạt haki nhân 1, ôi vãi lìn. Như vậy là cái hộp này cũng không có gì đặc biệt. 86 lễ bao săn boss thế giới. Sử dụng nhận được ngẫu nhiên là mảnh tinh linh Draco Lucifer hoặc là mảnh trái y thiên. Ngon. Cái này đánh boss chắc là được anh em. Rồi, không có gì đặc biệt khác. Bên trang 2 thì chúng ta có, ui cái gì đây? Túi lựa chọn bộ trang sức long thạch. Túi lựa chọn quả thực 7 sao A. Rồi, bên đây là 330 có huy hiệu. Ủa, cái này huy hiệu trong vực ở đỉnh phong nè anh em. Rồi, quá là nhiều luôn. Tiếp theo là có một số nguyên liệu khác, ví dụ như là linh lực, huyết ấn, hợp đồng quỷ dữ, đá thấu tâm với lại ấn ký linh hồn. Mấy cái này mình nhớ không nhầm, như là nguyên liệu để tăng cấp đồ phổ thì phải. Rồi ok, trang 3 nha. Rồi, bên trang 3 thì không có gì đặc biệt hết nha anh em. Trang 4 cũng tương tự, không có gì hết. Trang 5, rồi mấy trang sau toàn là mấy cái quả trứng của Basilisk không. Rồi bây giờ mình sẽ vào kho nha. Trong kho thường là hay cất giấu nhiều thứ ghê gớm lắm, nên mình sẽ vào kho nha. Oh my god, đúng như mình dự đoán thì nó cũng quá nhiều thứ nguy hiểm. Hộp hoàng kim luyến điệp 50 hộp. Một cái hộp này là mở ra được 100 hoàng kim luyến điệp nha anh em. Ôi sao nó bị lắc không thấy hình đó nha. Mình sẽ tắt vô lại nha. Ui hộp này nó bị lắc rồi anh em. Thử lấy ra coi. Lấy ra cũng không được luôn. Thôi tạm thời kể đi ha. 8 hộp quà đại lễ nè anh em. Hộp này là hộp mừng đại lễ gì đây nè. 30 tháng 4. Ui hộp này như giống như là hộp quốc khánh á. 8 hộp luôn. Nhiều ghê. 44 hộp quà canh tí vải liên. Hộp này cũng y chang như hộp quốc khánh luôn nha anh em. Ui 44 hộp với 8 hộp. Cái này mà mở random là sướng luôn. Để mình thử hỏi chủ ạc coi. Coi như cái hộp này có cần thiết không. Nếu không cần mở random chơi cho vui. Rồi tiếp theo là bóng bay sắc màu thì có 999, 99 với lại 97. Là tổng cộng tính ra là hơn 2.000 đó anh em. 31 cái rương mạnh thần thạch công nè. Cái rương này thì sử dụng sẽ nhận được ngẫu nhiên một mạnh thần thạch công. Gồm tỉnh thế, ám trần và vô minh. Nhưng mà một mạnh là sao ta? Hơi ít nha. Rồi tiếp theo là
hộp quà kỷ niệm ngày lễ gì đây, 10 hộp này, hộp này mình hơi lạ mình không biết rồi. Này quà Tết râm đâm gì đây, mấy hộp này mình thấy như giống cái hộp mà lật bài sao á. Rồi, thôi tạm thời bỏ qua mấy cái hộp này đi ha. Đây là một trái độc sai cái với cường quá nè. Đấy, dư thừa cất trong kho luôn anh em. Trái ngũ lôi, trái ỷ thiên. Rồi, trái thứ tái thức tỉnh thì thôi khỏi nói anh em, trong đồng đội cũng một mớ dư thừa luôn. Trái kết giới nè. Nhộng tầm cái với ôn dịch nè. Ảo ảnh nè, chim ưng nè, titan, lá trắng, ôn dịch, ôn dịch. Hai cái ôn dịch phải liền thật. Rồi si rau si thì có bốn con si rau si vợ yêu của mình tại sao lại lạc trôi vô trong kho của thằng này nha, hơi buồn nha anh em. Tại sao vợ yêu của mình có thể bị bắt cóc một cách tráo trợ và trắng trợ nghe được. Rồi chẳng hai coi, bánh mì khá là nhiều, rồi mấy cái nguyên liệu trong cái đợt Noel Giáng sinh nè, trong cái đợt hoạt động Noel nè anh em. Ngoài ra thì có mấy cái đá haki cao cấp cũng khá là nhiều nè, 95, 42 và 28. Tinh hoa ác quỷ thì cũng khá là nhiều. Bên trang này thì cũng quá cho tinh hoa luôn và một số cái nguyên liệu khác. Rồi trang này thì chúng ta có ba cái thiên hỏa và đây là hai thiên hỏa nữa. Ủa khoan khoan khoan, tổng cộng là năm thiên hỏa hả ta, nhiều ghê ta. Đây là mảnh kính thiên văn, 146 cái mảnh kính thiên văn luôn, 100 mảnh trứng rồng có thể ghép lên được quả trứng rồng nè anh em. Đây là mảnh trái độc xa cũng đủ ghép lên một cái độc xa rồi. Đây là mảnh túi chọn báu vật rắc cũng đủ rồi nè anh em, quá trời nguyên liệu luôn. Mình trang năm coi, ui rồi ôi nhìn quá là chi tiết và quá là nhiều luôn. Lucifer các thứ nói chung là đa số đều là mảnh thì tao vẫn chưa ghép lên để cho vui thôi, chứ thật ra là có thể dư sức để ghép lên rồi nha, trăm mảnh hết rồi. Oh my god, này là túi chọn thần thạch công, thần thạch thủ tùm lum hết đó anh em, quá là nhiều luôn. Trời ơi nhìn mê ly luôn anh em à. Có bạn nào có ao ước không? Nhân tiện đây thì nếu mà anh em thích cái vật phẩm gì trong kho hoặc trong túi thì cứ để lại comment nha, mình sẽ chuyển thư qua cho nha. Đấy, mình vừa mới phát hiện ra một cái cách để chuyển quà, chuyển đồ đây sang cho một cái con ạc khác, cho nên là anh em cứ để lại comment sẽ chuyển cho anh em nha. Rồi, ok. Rồi, giờ thì xếp hạng cũng qua rồi, nói chung là giờ chắc là đánh vài trận cho anh em xem cũng được. Ok gì đây? Các bạn thì cũng đã đi mát là điều chắc chắn rồi, không gì bàn cãi cả. Giờ mình sẽ vào đánh thử thanh niên Buget của cái phó bản cuối cùng nha, cho anh em xem thử coi đánh như thế nào. Ok rồi, Rayleigh đánh đầu tiên nha anh em, mới vô chắc chắn là sẽ được dùng nộ này. Ỷ thiên đồ long đao, ui cái gì, ô bọn này miễn nhiễm được sát thương tuyệt chiêu anh em à, căng đấy. Để xem sao bộ, ui cái gì thế này, nó đấm một cái bay sát luôn anh em ơi, râu đen. Trời ơi nhân vật chính với sao bộ bay sát một cách ơi cái gì, có cú đấm lửa của Magin, của Akenu à. Rồi để xem râu đen thể hiện coi, như vậy là anh râu đen cũng bị miễn nhiễm sát thương thì phải. Úi trời ơi không xi nhê luôn anh em ơi, bọn lính này thật là trâu bò, thật là kinh dị. Tụi nó miễn nhiễm được hết luôn. Rồi tụi nó quạt ông Rayleigh của mình kìa, tăng tốc nha anh em. Rồi không biết có win nổi hôm nay chứ mình thấy là hơi fail rồi đó. Hơi đuối. Bầu nè. Ồ, thế ra là miễn nhiễm được hết luôn hả ta? Tính ra là nó miễn nhiễm gần như là hết luôn rồi sao á. Ui đánh không mất máu thế này chắc là thua rồi đấy. Thua thiệt nè anh em. Á đù. Cái gì thế này? Thôi giờ đánh đấu trường đi ha. Thì nói chung nếu mình đánh đến top 1 thì chắc là mình sẽ bị vã và sấp mặt lờ, cho nên không cần phải nói nhiều. Mình sẽ làm một trận cho anh em xem. Để xem thử mình bị vã như thế nào nha. Ý, đáng ra mình phải đánh top 3 trước nha. Để thắng cái đạo đầu đánh top 1 chứ. Như vậy là top 1 chơi Xiao Si anh em à. Và Rayleigh tiếp tục là những cái đánh không thấm luôn. Sabo thì đánh thằng Lord Revenger cũng được một ít máu này. Rồi râu đen sức chiêu. Trời ơi đam kìa. Mình thấy đam là mình thấy cũng ghê gớm rồi đó. Tuy nhiên thì nhìn lại cái đồng đội của mình thì cũng không mất máu nhiều nhờ. Oh my god. Cái gì thế này? Trời ơi. Đam kìa. Nhưng mà kinh mạnh như vậy. Trời. Ôi tôi ai nói nhân vật chính bị out meta là mình tin chứ trong trường hợp này mình không tin nha anh em. Nhưng mà chính nó bắn một cái tên mình bay hết máu luôn. Ồ ly chiếu. Vậy mà chính của mình thử thể hiện coi, thử bao cái có bay hết 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 ống máu người tao đó. Đúng rồi phải bao vậy đi chứ,
không xin nhé, chết luôn. Chứ chết anh kịp bắn một cái. Đây mình coi nhân vật chính coi. Nhân vật chính bên đây máu 2 triệu hả? Ủa? What the hell? Cái này là sao đây em? Tại sao máu có 2 triệu? Cái này chắc 2 triệu vạn quá. Thế là sao? Ok, đánh đấu trường cũng có quà nè. Để mình xem thanh niên chụp server nha anh em, coi lượng máu thanh niên nhiêu mà sao vào xem thấy có 2 triệu là sao anh em? Úi giời ơi. Máu nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 164 triệu anh em à. Tuy nhiên vào kia xem thì thấy 2 triệu. What? What? Là sao? Ok thôi mình không có khóc đánh nữa đâu. Giờ đánh top 3 thì chắc chắn là mình win rồi, cho nên mình cũng không cần phải đánh nữa. Đặc biệt thêm điều nữa, có khi là thua thì mang nhục lắm anh em. Mình không muốn gây thêm nỗi nhục nhã ê chề nữa. Anh phải bạn thua. Đấu trường thì top 1 thua thì không nói rồi, nhưng mà có bạn cũng thua luôn. Giờ đánh top 3 thua nữa thôi, biết ăn nói thì sao với con ạc hơn 100 triệu. Ạc hơn 100 triệu quá trời thứ nguy hiểm, nhưng mà cái kết thật đau lòng. À thế được rồi, nếu anh em cảm nhận thế nào về ngặt này thì để lại comment bên dưới nha. Đây, clip mình cũng quay khá là dài rồi, 26 phút. Mình xin kết thúc tại đây. Đây là clip mình quay cũng khá là dài, nói chung là quay nốt vào một lần luôn xem cho nó đã. Nói chung là dài thế này thì anh em xem khá là phê rồi nha. Không có gì phải bàn cãi và ý kiến ý cò nha. Chúc em một ngày tuyệt vời và đừng quên để lại một like, một subscribe để kênh để ủng hộ cho mình nha. Bạn nào chưa like chưa subscribe thì đừng quên đăng like, subscribe để ủng hộ cho mình. Bye 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 bye. Bị che lật rồi nhỉ. Anh em nhớ comment cách để mở cái lật này ra nhé.